làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Người ơi trên đời nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Quê hương là người mẹ tảo tần đã sinh ra mỗi chúng ta, và tiếng hát ru ầu ơ của mẹ ru ta từ thuở lọt lòng còn lắng đọng suốt cả cuộc đời. Quê hương là người cha già bình dị như cây tre khóm trúc hiên ngang, vượt qua mọi bão táp phong ba lam lũ để nuôi ta khôn lớn. Quê hương chứa đựng bao tình cảm bình dị thiêng liêng như vậy, cho nên dù đi đâu ở đâu, mỗi người con đất Việt đều nhớ về quê cha đất tổ với tấm lòng trong sáng và tha thiết nhất. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tâm. Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọt, nước có nguồn mới bề rộng sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên trước, tiếp sau có mình. Mảnh đất quê hương, trái thơm quả ngọt, tình thương mặn mà. Nhắn người dẫu ở phương xa, nhớ về nguồn cội, nhớ về mẹ cha. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà mới có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy, lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay, các dòng họ đều đã đóng góp không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vì thế, từ trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà
để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào, khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép, thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng, tu tạo lăng mộ tổ tiên, nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử, làm người là việc thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Người xưa quan niệm âm phủ dương trợ, dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh tổ phụ không phù hộ độ trì thì cho dù thành công đến mấy cũng không trọn vẹn. Tôi năm nay đã 75 tuổi, suốt 23 năm qua thì bà con trong họ tín nhiệm bầu tôi làm trưởng ban hội đồng gia tộc. Đến nay đã 4 công trình này là công trình thứ 4 đều tín nhiệm tôi làm trưởng ban kiến thiết. Suốt mấy chục năm qua nói chung là ban hội đồng gia tộc chúng tôi quá trình xây dựng là đều anh em tâm huyết và làm phục vụ tổ tiên hết sức mình. Tất cả công trình đều có thanh quyết toán rõ ràng, rành mạch, hiệu quả, cho nên là họ hàng tín nhiệm chúng tôi. Đến nay công trình này thì chúng tôi những ngày vui hôm khánh thành hôm nay thì tôi lại càng nhớ ơn và rất xúc động cụ Đào Duy Mẫn. Cụ vì tuổi cao sức yếu không về được. Chúng tôi rất thương nhớ cụ. Cụ là một tấm gương sáng về đạo đức nhân cách và cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Suốt kể từ năm xây dựng ngôi từ đường còn biết bao khó khăn, gian khổ nhân dân nói chung và bà con họ nói riêng rất là thiếu thốn, đói khổ. Nhưng mà cụ đã về đây hàng mấy tháng sát cánh cùng chúng tôi xây dựng ngôi từ đường đầu tiên. Đó là cái chúng tôi luôn luôn tưởng nhớ, luôn luôn ghi nhớ công ơn cụ, và nhất là cái đạo đức tư cách nhân cách của cụ. Cụ đã dành thời gian hàng nhiều tháng rồi về cùng chúng tôi, không những lo xây dựng ngôi từ đường, cụ còn cùng kết hợp với tôi gặp các nhà nghiên cứu lịch sử để làm nên, để sở văn hóa xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Sau đó lại tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học về thân thế sự nghiệp danh nhân Đào Nguyên Phổ năm 2008. Cụ đã cùng chúng tôi triệu tập nhiều cuộc mạn đàm viết sách, gặp gỡ các nhà nghiên cứu lịch sử của cuốn Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ mà ra đời năm 2008. Đó là cuốn sách lịch sử, và cụ là người dày công, mất nhiều công sức tiền của hoàn thành được. Cuốn sách đó thì chúng tôi nghĩ ngày vui hôm nay, tôi nghĩ công lao của cụ đó là nguồn động viên lớn nhất đối với chúng tôi, cho nên là hôm nay khánh thành thì chúng tôi cũng rất là mãn nguyện. Chúng tôi mong tất cả bà con trong họ ngoài làng cũng như người gần người xa ta cố gắng phấn đấu theo gương tổ tiên, phấn đấu theo tấm gương đạo đức nhân cách của Đào Duy Mẫn để ta xây dựng dòng họ ngày một tốt lên.
tư cách tôi là nguyên là trưởng phòng giáo dục huyện Quỳnh Phụ, tức là người nghiên cứu về lịch sử giáo dục Quỳnh Phụ, thì tôi giới thiệu về cụ Đào là người đỗ đầu khoa thi tiến sĩ toàn quốc, mà bây giờ vinh danh của cụ là Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Thế là hôm nay ngồi đây bên cạnh tôi đây có anh Đào Văn Thái, là người đại diện cho dòng họ Đào của thôn Thượng Phán, xã Quỳnh Hoàng, và cũng là người giữ cái thư viện của cụ Đào ở Quỳnh Hoàng. Thế thì đấy là cái điểm thứ nhất là tôi muốn giới thiệu về cái tên của cụ Đào Nguyên Phổ. Cái vinh danh tên của cụ là Đình Nguyên Hoàng Giáp. Đình Nguyên tức là đỗ đầu khoa thi đình, thế mà Hoàng Giáp là khoa thi đại khoa của triều đình nhà Nguyễn. Thế cho nên là tên là cụ gọi một cách chính xác ấy, là Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, là cụ Đào Nguyên Phổ đỗ đầu khoa thi tiến sĩ toàn quốc của triều đình nhà Nguyễn. Thế thì đấy là một cái vinh dự. Như lúc ban đầu tôi nói là Thái Bình chỉ có 3 người như vậy thôi, là Kiến Xương là có cụ Ngô Quang Bích, Vũ Thư có một cụ, và Quỳnh Phụ là chính là cụ Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Tổ chức xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng trân trọng nhất. Chúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công, rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa quý vị quan khách cùng toàn thể nhân dân, từ bao đời đến nay, dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống quý báu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Con người có gốc từ đâu? Có tổ tiên trước, rồi sau có mình. Truyền thống ấy dù trải qua biết bao thế hệ vẫn còn vẹn nguyên giá trị, nét đẹp tinh hoa của dân tộc. Trong tâm thức mỗi con người đều tồn tại một đạo lý tốt đẹp, luôn nhớ ơn tiên tổ, hướng về cội nguồn với những việc làm tâm linh gắn với việc xây dựng, bảo tồn những nét phong tục, thuần phong mỹ tục của quê hương. Đặc biệt với quê hương Thượng Hạ Phán, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình ngày hôm nay, với sự chung sức, chung lòng, tinh thần đoàn kết của bà con gia tộc
ngành thứ ba họ Đào đã hoàn thiện được ngôi Từ Đường, một công trình khang trang mang đậm nét văn hóa tâm linh của dòng tộc, để tiếp tục thờ phụng và tri ân tới danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp, Đào Nguyên Phổ. Đây là một công trình mang nhiều dấu ấn đẹp đẽ trong lòng mỗi người con quê hương Thượng Hạ Phán, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Để chào mừng lễ khánh thành trùng tu di tích Từ Đường ngành thứ ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp, Đào Nguyên Phổ, ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11 năm Nhâm Dần, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, quan khách cùng toàn thể nhân dân đến với chương trình văn nghệ đặc sắc Tiếng Hát Quê Hương. Mở đầu chương trình, trân trọng kính mời quý vị cùng đến với màn chống hội do đội chống thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình biểu diễn. Đề nghị quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa ban tổ chức đại lễ cùng toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con, cô bác và con em quê hương của dòng tộc họ Đào Thượng Phán Quỳnh Hoàng. Thật vinh dự cho đoàn chống hội quê hương Sơn Đồng Quỳnh Giao chúng tôi hôm nay được về tham dự và biểu diễn chào mừng ngày đại lễ của quê hương Thượng Phán Quỳnh Hoàng cũng như của dòng tộc họ Đào, nhân dịp tổng kết 20 năm xây dựng Từ Đường và lễ khánh thành trùng tu di tích Từ Đường ngành 3 và đúc tượng danh nhân Đình Nguyên Hoàng Giáp, người sáng lập ra Đông Kinh Nghĩa Thục từ đầu thế kỷ trước. Đó là nhà chí sĩ yêu nước, cụ Đào Nguyên Phổ, một người con của quê hương Thượng Phán Quỳnh Hoàng. Thay mặt đoàn, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị và nhân dân lời kính chúc sức khỏe, an khang hạnh phúc. Chúc đại lễ thành công tốt đẹp. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị và nhân dân đến với màn chống hội chào mừng ngày đại lễ. Chương trình xin được bắt đầu. Thank you.
Hỡi đất Việt trời Nam mang hồn thiêng muôn thuở, hỡi các vị tôn thần cùng các bậc tiền nhân tiên cổ anh linh, hỡi các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì đất nước. Ngay trên đất thiêng nhân kiệt địa linh, trước đại lễ đường sảnh đình của quê hương nhà Thượng Phan, cán bộ nhân dân địa phương và bà con dòng tộc họ Đào kính cáo, nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng từ đường họ Đào Thượng Phan, tổng kết khánh thành khu di tích thờ phụng của ngành ba, đồng thời ra mắt câu lạc bộ thư viện và khai trương thư viện sách mang tên Đào Nguyên Phổ, tổ chức khánh thành đúc tặng tượng danh nhân Đình Nguyên Hoàng Giáp, nhà giáo, nhà báo, nhà thơ, nhà chí sĩ yêu nước nghĩa thục Đông Kinh, cụ Đào Nguyên Phổ, hồn cô tri tân, cán bộ nhân dân, con em quê hương còn cùng bạn hữu xa gần, tụ hội chung vui cùng cháu con họ Đào Thượng Phan. Ơi trong hội quê hương, hãy nổi trống lên thêm tức mừng ngày đại lễ. Xa xưa miền đất cổ địa linh, trời đất giao thoa Thượng Phán quê nhà, người đã sinh ra những bậc tiền bối danh nhân kiệt xuất. Nàng Cẩm Hoa, người con gái của quê hương, nữ tướng Trưng Vương, trung quân bao quốc, công chúa Trần Triều cùng phò mã chồng nàng phá giặc Chiêm Thành, giữ nước báo hoàng ân. Tiếp theo bước chân của các bậc tiền nhân là cha con nhà chí sĩ yêu nước Đông Kinh nghĩa thục năm xưa, nhà giáo, nhà báo, nhà thơ, cụ danh nhân Đào Nguyên Phổ và con trai cụ là Đào Chính Nhất. Văn chương kiệt xuất, nghiên bút xoay vần, một cõi trời Nam, Nam nhân bao quốc. Ngày nay các bậc cổ nhân đã hóa thân cùng trời đất, đàm viên hỷ xả nơi cõi Phật bao la, di tích từ đường sánh đỉnh chung nơi chốn quê nhà, bách tính nhân gia cùng họ tộc phụng thờ tưởng nhớ, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đời đời muôn thuở, thật quả xứng danh Thượng Phán Quỳnh Hoàng, đất địa linh danh nhân kiệt xuất.
Như linh sư đồng trực tổng quê ta, sông quê bến đỏ ngang bao la đất bãi, thượng phán thôn trang tộc họ Đào, danh nhân hào kiệt người duy nhất, đỉnh Nguyên Hoàng Giáp 17 niên, nhà báo nhà thơ Đào Nguyên Phổ, nghĩa thục Đông Kinh thỏa chí đời, danh thơm còn mãi người tuẫn tiết, sự nghiệp chưa xong dở anh tài. Lối bước theo cha Đào chính nhất, báo chí văn chương tại xứ người, văn minh khai sáng xoay ngòi bút, soi sáng trời Nam mọi kiếp người. Nay đã trăm năm không còn bóng, cao xanh thăm thẳm dõi mắt người, công danh sự nghiệp tuổi đôi mươi, Đông Kinh nghĩa thục hương thơm mãi, phụ tử danh nhân vọng sáng ơi. Trời cao đất rộng, sông nước mênh mông, thỏa chí tang bồng người trai thượng phán. 160 năm qua, thượng phán thôn đồng trực tổng quê nhà. Ông cha ta đã trải qua phong ba dâu bể, bao khổ nàn nào có hề chi. Điều lành tiếng tốt mang đi, danh thơm muôn đời để lại. Quê hương ta nương dâu đất bãi, đã sinh ra và nuôi dưỡng trưởng thành những bậc hiền tài tinh anh cho đỉnh cao đất nước. Những người con ưu tú của thượng phán họ Đào là những tiến sĩ, kỹ sư hay giáo sư, bác sĩ, là cán bộ quản lý cao cấp bộ ngành, hay trong lực lượng vũ trang là sĩ quan trung cao cấp, đã làm rạng danh thêm cho truyền thống oai hùng của đất nước quê hương. Tiếp bước cha ông lớp lớp lên đường, tự hào thay Quỳnh Hoàng quê hương ta có ba anh hùng cùng chung một ngõ, hàng trăm người con xung trận lập công, và đã có những người con thân yêu mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại. Tổ quốc quê hương ta đời đời ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối danh nhân và các anh hùng liệt sĩ. Sáng gương thiên cổ theo bậc tiền nhân, vạn thế lưu danh muôn đời tưởng nhớ. Khí chất anh tài vạn đại tương lai, nòi giống tiên rồng Việt Nam tươi sáng. Dải mây hồng trôi ngang trời mềm mại, đưa người về đất mẹ quê cha. Con cháu họ Đào cùng bạn hữu gần xa,
tạc tượng của người danh nhân cụ Đào Nguyên Phổ, thư viện Tử Đường rộn rã khai trương, quê hương ta trên khắp nẻo đường, nông thôn mới vang bài ca dựng nước, lớp lớp cháu con theo dấu chân người trước, xây quê hương nhà vươn tới tương lai, tự hào truyền thống anh hùng, nói gương sáng danh thơm muôn thuở, hãy nổi trống lên lời đồng vọng của quê hương. Chúc thượng khoán quanh hoàng, chúc bà con dòng tộc họ Đào cùng toàn thể con em quê hương và bạn hữu bốn phương, chúc toàn dân thắng lợi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe. Chúc đại lễ thành công tốt đẹp. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Duy Thái, trưởng ban hội đồng gia tộc ngành thứ ba họ Đào, lên tặng hoa cho đội chống thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn đội chống thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ đã mở màn với màn chống khai hội đầu tiên. Chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa quý vị quan khách cùng toàn thể nhân dân, hát sầm là một thể dân gian. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hát sầm là một thể loại âm nhạc dân gian với lối kể tích khéo léo, âm nhạc và lời ca hết sức mộc mạc, chân thành, chứa đựng những nội dung tư tưởng sâu sắc. Hát sầm, nghệ thuật cội nguồn của dân gian, rất cần được bảo tồn và phát huy. Nghệ thuật hát sầm đã được công nhận là di sản. Nghệ thuật hát sầm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị cùng đón xem tiết mục hát sầm Mười ơn thầy cô theo điệu Thập Ân, trình bày tốp ca cùng dàn nhạc dân tộc, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoàng biểu diễn, đã đạt giải nhất hội thi văn nghệ năng khiếu âm nhạc học sinh trung học phổ thông.
năm học 2022, năm học 2022-2023 của huyện Quỳnh Phụ. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hình cô mãi mãi vẫn
Hát Sầm, Mời Ơn Thầy Cô do thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoàng biểu diễn. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Duy Thái, trưởng ban dòng tộc, xin lên tặng hoa cho đội văn nghệ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, cùng nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ, chúng ta thật tự hào với sức mạnh đoàn kết, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, chung sức, chung lòng, với một lòng tâm nguyện, tri ân, tiên tổ, chúng ta đã hoàn thành được ngôi từ đường đẹp đẽ, khang trang, thỏa lòng mong mỏi. Từ đường ngành ba họ Đào cũng là địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, một công trình văn hóa tâm linh, là ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc, là tài sản vô giá muôn đời để lại cho con cháu phụng thờ. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửu thiên nhật nguyệt đức lưu quang. Nối tiếp chương trình, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý, quý vị quan khách cùng toàn thể nhân dân cùng đón xem màn hát múa Hương Thơm Tiên Tổ do câu lạc bộ văn nghệ thôn Thượng Hạ Phán biểu diễn. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Khắp chốn khắp làng quê hương Thượng Phán rộn ràng niềm vui. Chúng cháu chào già ạ. Già chào các cháu. Các cháu đang tập múa hát để chuẩn bị cho buổi khánh thành trùng tu tôn tạo từ đường, rước tượng ngài từ đình làng về yên vị tại từ đường và khai trương chi nhánh tủ sách thư viện Đào Nguyên Phổ tại trường trung học cơ sở xã Quỳnh Hoàng, phải không? Dạ, thưa già, vâng ạ. Các cháu ơi, sử sách còn lưu lại họ Đào làng Thượng Phán tới nay đã trên 200 năm. Tổ cụ Đào Công Tính ra đất này khai hoang lập ấp, vùng đất hoang vu bãi xú sình lầy, mưa nắng dại dầu đào ta chúng ta hề chi, mưa nắng dại
Nước phải có nguồn, cây phải có cội, sâu rễ bền gốc thì cây xanh mới nảy lộc đơm chồi. Các thế hệ cháu con tài đức vẹn mười, gái thì châm anh, trai thì hào kiệt. Những người thành đạt trong dòng họ có tới gần 100 người. Già ơi, một trong những tấm gương hào kiệt ấy là Đình Nguyên Hoàng Giáp, Đào Nguyên Phổ, phải không già nhỉ? Dòng họ Đào, người làng Thượng Phan, thi thư nức tiếng nhất huyện Quỳnh Côi. Thân phụ người là cụ Đào Văn Lịch, làm quan tri huyện ở Hải Dương. Một thời gian sau, từ quan về quê dạy học. Đào Nguyên Phổ là người con trai thứ ba trong năm anh em trai và bảy người con gái. Người thông tuệ khác thường, thường được cha yêu. Vì 17 tuổi, Đào Nguyên Phổ đi thi đỗ trúng cách cử nhân. Dạ ơi, cụ Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, cháu nghe nhiều người già kể lại, cụ vừa dạy học vừa miệt mài viết sách. Ra làm quan thì lo nước thương dân, đam mê văn chương kết bạn xa gần, trèo ấn từ quan 10 năm có lẻ. Cụ vẫn miệt mài thông kim bát cổ. Năm thành thái thứ 10, cụ Đỗ Hoàng Giáp Đình Nguyên được bổ chức làm Hàn Lâm thừa trì. Nhưng ngán thay, nước non là nước non gì? Vua là tượng gỗ, dân là thân đi châu. Người chẳng dám quên thù nhà nợ nước, để hòa chi tang nghi bồng hồ hồ thì đào tiên sinh chọn đi hướng cho mình. Dân khỏi cát tầm đông kinh nghĩa thục năng lòng đi năng lòng ai ơi. Lấy quốc ngữ làm chuông cảnh tình, khua vang ngõ hẹp hang cùng, đem báo chuông thay đuốc văn minh, soi dạng miền Nam cõi Bắc. Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ biết mình sắp được cử đi làm ám sát Khánh Hòa, ông từ chức ra Bắc đến Hà Nội, gặp nhiều sĩ phu yêu nước, hội tụ nhân tài trong việc mưu cầu vận hội mới cho quốc gia. Được tiến cử ông làm chủ bút cho tờ Đại Nam Đồng Văn, nhật báo, với tinh thần tự lực tự cường, khai trí cho dân. Thương dân thương nói thắm mi giặc khi phạm quy bóng quy lột dân nỉ mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở ra. Người là một trong những người sáng lập, thấy rõ tính chất nguy hiểm và ảnh hưởng sâu rộng của Đông Kinh Nghĩa Thục. Thực dân Pháp đóng cửa trường và truy lùng bắt ông Đào Nguyên Phổ. Không chịu rơi vào tay giặc, thể hiện ý chí quật cường của một đấng nam nhi. Ngày 24 tháng 5 năm Mậu Thìn, người tuẫn tiết tại thành Hà Nội. Khi nghĩ phách anh hùng hiến làng Thượng Phán thật tự hào. Đình Nguyên Hoàng Giáp, Đào Nguyên Phổ, một người con tuấn kiệt, một tấm gương trong mãi chẳng phai mờ, vằng vặc sao khuê giữa trời cao sáng tỏ. Tiên tổ phương danh do học chi, tử tôn thành đạt tại hùng tâm. Dạ ơi, như chúng cháu được biết, trong cuộc trùng tu tôn tạo, từ đường rước tượng Đình Nguyên Hoàng Giáp có sự đóng tiền của lớn lao của con cháu khắp mọi miền đất nước đã hướng về tổ tiên nguồn cội. Đúng thế các cháu ạ. Nhiều người hảo tâm cung tiên, như gia đình cụ Đào Duy Mẫn, gia đình cụ Quý ở Hà Nội, gia đình ông Đào Minh Kiệm, bà Chử Thị Xuân và nhiều người khác nữa, không những chỉ trong Nam ngoài Bắc, rồi còn con cháu ở nước ngoài gửi về nữa chứ. Già ơi, quê hương luôn là chùm khế ngọt, dù đi khắp bốn phương trời, lòng ta vẫn nhớ những lời mẹ ru. Từ đất Ý Quỳnh Ý Hoàng làng Thượng Phán, chúng Ý ta tha thiết yêu thương Ý. Nếu ai không nhớ nhớ về xa xưa, con đi
hãy cùng nhau múa hát trong ngày vui tri ân công đức của người. Dạ vâng ạ. Thank you.
Xin cảm ơn màn múa hát Hương Thơm Tiên Tổ do Câu lạc bộ Văn nghệ thôn Thượng Hạ Phán biểu diễn. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Duy Thái, trưởng ban hội đồng gia tộc ngành ba họ Đào lên tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa quý vị quan khách cùng toàn thể nhân dân, cùng đón chào một mùa xuân mới, cùng ngắm nhìn non sông rạng rỡ, đất nước phát triển, quê hương đổi mới từng ngày, càng thêm tự hào và yêu quê hương mình biết bao. Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khánh thành từ đường ngành ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, lễ rước tượng danh nhân Đào Nguyên Phổ, bàn giao tủ sách chi nhánh thư viện Đào Nguyên Phổ tại trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoàng đến nay đã thập phần viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc quê hương Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình ngày càng giàu đẹp, đoàn kết gắn bó, phát triển phồn thịnh. Kính chúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công, tốt đẹp. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Chào cô! Chào! Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp ngành xa. Cờ in bao chiến thắng làm hồn nước, dùng ngoài xa chén khúc vận hành ca. Đường vinh quang xây xa quân thù, hàng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên, cùng tiến lên. Nước Nam Việt Nam ta vững bền. Thôi, mời các quý vị đại biểu cùng là thể nhân dân an toàn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, di tích từ đường ngành ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ được xây dựng cách đây trên 20 năm. Trải qua biến cố thời gian, ngôi từ đường đã bị xuống cấp. Thể theo nguyện vọng của bà con trong ngành, họ nhằm tu bổ tôn tạo ngôi từ đường để giữ gìn, tôn thờ tổ tiên và là địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, đồng thời giáo dục tuyên truyền cho các thế hệ con em trong thôn giữ gìn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Năm 2022, ngôi từ đường ngành ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ được tôn tạo, trùng tu lại. Từ khi ngôi từ đường được xây dựng lại, phong cảnh quê hương Thượng Phán trở lên trù phú hơn. Nhân dân Thượng Hạ Phán ở quê hương và đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc phấn khởi, đoàn kết, thành đạt trên nhiều lĩnh vực, phát huy những thắng lợi của tình đoàn kết, lòng quyết tâm trong việc trùng tu tôn tạo ngôi từ đường ngành ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ được uy nghi bề thế. Từ đó, nhân dân và con em thôn Thượng Hạ Phán nói chung, con em ngành ba họ Đào nói riêng,
lại phấn khởi hướng về quê hương ủng hộ về vật chất, tinh thần nhằm tôn tạo, trùng tu các khu di tích, các công trình văn hóa, cơ sở hạ tầng của thôn đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng nâng cao trong toàn xã. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, được sự nhất trí cho phép của các cấp có thẩm quyền, được sự nhất trí của bà con ngành ba họ Đào, thôn Thượng Hạ Phán, được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của bà con xa quê trên mọi miền của Tổ quốc. Sau một thời gian trùng tu, tôn tạo, đến nay công trình đã hoàn thành. Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2022, tức ngày mùng 3 tháng 11 năm Nhâm Dần, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoàng, thôn Thượng Hạ Phán cùng với bà con trong ngành họ long trọng tổ chức lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Tới dự chung vui buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu, ở tỉnh có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ở huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu một bà Bùi Thị Hụt Nhẫn, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa huyện. Ông Nguyễn Văn Doanh, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục huyện. Ông Nguyễn Xuân Tuyển, giám đốc trung tâm văn hóa thể thao huyện. Bà Đỗ Thị Bé, phó chủ tịch hội khuyến học huyện. Ở xã, cùng có các quý vị đại biểu trong ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể trong xã Quỳnh Hoàng về dự đông đủ, cùng ban giám hiệu, giáo viên học sinh trường tiểu học và trung học Quỳnh Hoàng. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ở thôn, về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn Thượng Hạ Phán, quý khách thập phương cùng toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Thượng Hạ Phán, cùng bà con quê hương đang làm ăn công tác học tập trên mọi miền Tổ quốc đã về dự. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Xin cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là chương trình tặng hoa. Để tiếp theo chương trình, tôi kính thưa các quý vị đại biểu, quý khách, kính thưa toàn thể nhân dân, về dự chỉ đạo dâng hương chung vui và động viên lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành ba họ Đào, địa điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Ngoài những tình cảm quý mến, sự quan tâm đặc biệt của các quý vị đại biểu đại diện cho Sở Giáo dục tỉnh, Phòng Văn hóa huyện, Phòng Giáo dục huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Hội khuyến học huyện, các đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quỳnh Hoàng, các ban ngành, tập thể, cá nhân, những người con quê hương cũng có hoa chúc mừng và cùng ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoàng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình lên tặng hoa. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Đào Duy Thái lên nhận hoa.
Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Nhẫn, huyện ủy viên, trưởng phòng văn hóa huyện, lên tặng hoa chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Thái lên nhận hoa. Theo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Ranh, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục huyện, lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Thái lên nhận hoa. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Xuân Tuyển, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Thái lên nhận hoa. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đỗ Thị Bé, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời ông Đào Duy Thái lên nhận hoa. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Tú, hiệu trưởng trường cấp 3 Quỳnh Côi, lên tặng hoa. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Nguyện, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Thái lên nhận hoa. Cảm ơn ông Đào Văn Nguyện. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Quỳnh Hoàng lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời ông Đào Duy Thái lên nhận hoa. Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Nguyễn Hữu Tuấn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Đề, đại diện cho Ban Công tác Mặt trận, đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Thượng Hạ Phán lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Thái lên nhận hoa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, ban tổ chức hôm nay chúng tôi còn nhận được rất nhiều hoa và những lời chúc mừng, những tình cảm quý báu của các quý vị đại biểu về dự mà các đại biểu đã tặng trước. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và xin phép được tạm dừng phần tặng hoa tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, di tích từ đường Ngành Ba Họ Đào, địa điểm lưu niệm
danh nhân văn hóa Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ được xây dựng cách đây trên 20 năm do biến cố của thời gian công trình đã bị rơi xuống cấp, được sự nhất trí của các cấp có thẩm quyền, di tích lịch sử đã được tu sửa xong. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Thái, đại diện Hội đồng Gia tộc ngành 3 họ Đào, Phó Ban Thường trực Quản lý Di tích, lên báo cáo tổng kết 20 năm xây dựng từ đường và báo cáo tổng kết quả trùng tu di tích. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể khách quý, kính thưa tất cả các cụ, ông bà, cô bác cùng toàn thể nhân dân. Tôi xin thay mặt Hội đồng Gia tộc báo cáo về tổng kết 20 năm. Thực ra đến nay là 22, 23 năm rồi, nhưng mà vì cái dịch Covid cho nên năm nay chúng tôi mới báo cáo tổng kết được. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các cụ, ông bà, cô bác, các cháu, nội ngoại ngành 3 họ Đào, nhìn lại hơn 20 năm qua, kể từ ngày Ban Tổ chức Gia tộc gửi thư đi khắp nơi con cháu trong ngoài nước hướng về cội nguồn, đóng góp công sức tiền của để góp phần xây dựng ngôi từ đường, từ đó con cháu muôn nơi tới tấp gửi về đóng góp, đồng thời còn gửi thư khích vệ động viên Ban Tổ chức góp phần xây dựng thành công ngôi từ đường trang nghiêm đúng như lời cụ Đào Duy Mẫn đã viết trong cuốn Hồn Quê: đối với người Việt Nam, truyền thống yêu nước, nhớ nguồn, yêu nước, nhớ nguồn, nhớ cội nguồn của quê hương, tổ tiên, gia tộc, dòng họ và mà người ta biết yêu quê hương, tổ quốc, tình yêu ấy được coi là thiêng liêng vì nó đã hình thành từ xa xưa, lưu giữ trong tim, trong máu mỗi người Việt Nam. Với ý tưởng xây dựng lại ngôi từ đường bề thế trang nghiêm cho xứng đáng với bậc tiền nhân để tỏ lòng tri ân tiên tổ, giữ chọn đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn. Lý tưởng đó đã được Ban Tổ chức đứng đầu là cụ Đào Duy Mẫn họp và quyết tâm dành nhiều công sức trí tuệ đề ra kế hoạch cụ thể, bầu ban kiên thiết phân công trách nhiệm mỗi người, kết quả từ ngày gửi thư kêu gọi các thành viên nội ngoại tộc trong và ngoài nước đến ngày khánh thành ngôi từ đường. Lúc đó trong lúc đất nước còn khó khăn vừa mới đánh thắng giặc Mỹ, nhân dân còn phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ, cho nên là do cái quyết tâm của và tâm đức của mọi con cháu cũng như mọi gia đình, cho nên Ban Hội đồng đã đóng góp công sức và các cụ, các ông, các bà, cô bác trong và ngoài quê hương đã đạt được nhiều kết quả như sau: tiền công đức từ đường đã gửi về tại quê nhà tổng cộng năm 2.044.785.000 đồng, công đức hiện vật bằng 5 triệu đồng, đóng góp ngày công và 200 công, tổng chi và xây dựng từ đường là 43.500.000 đồng, còn lại mua sắm dụng cụ và đưa vào quỹ hương khói. 20 năm đã trôi qua, điểm lại quá trình xây dựng thành công ngôi từ đường ban đầu, bà con trong họ nói chung, hội đồng gia tộc nói riêng, chúng tôi mãi mãi ghi nhận công lao đóng góp lớn lao của một số gia đình tiêu biểu. Một là gia đình cụ Đào Duy Mẫn 8.200.000 đồng, gia đình ông cụ Đào Quốc Anh Hoa Kỳ 500 đô la đổi thành tiền Việt Nam là 7.025.000, gia đình cụ Đào Trinh Bính Hoa Kỳ 500 đô đổi thành tiền Việt Nam là 7.025.000, gia đình bà Đào Xuân, cụ Đào Xuân An Hoa Kỳ 500 đô la đổi thành tiền Việt Nam là 7.025.000,
gia đình ông Đào Minh Kiểm là 4 triệu đồng, gia đình bà Quý Hà Nội là 2 triệu 610 đồng, gia đình bà Huyền, bà Diệu, bà Thanh, bà Minh Sài Gòn 2 triệu 500 nghìn đồng. Một số gia đình, ban tổ chức và ban kiến thiết đóng góp hàng trăm ngày công đều công đức và từ đường. Tôi chỉ nêu lên 7 gia đình tiêu biểu. Phần thứ hai, vừa xây dựng ngôi đền từ đường xong, so với khuôn viên thì nó quá chật hẹp, cho đến ngay đến năm 2002 mở rộng rộng khuôn viên nhà thờ, mua đất mà rộng thêm vì trước đây có 186,7 m². Đến nay tổng diện tích mua thêm là 277 m². Khuôn viên nhà từ đường từ đó được khang trang. Tổng chi tiền mua đất, mở rộng tường bao và làm hết là 18.698.000 đồng. Tiếp đến tháng 10 năm 2005, ban hội đồng tiếp tục xây dựng 2 gian nhà mái bằng phía sau và toàn bộ hệ thống bơm nước, xây nhà vệ sinh kết hợp với xây mới 6 ngôi mộ trong ngành. Tổng chi phí cho công trình này là 32.217.000 đồng. Tổng thu công đức được 35.930.000 đồng. Đối trừ thu chi còn dư là 3.713.000 đồng. Ban hội đồng nhất trí mua sắm 3 bộ bàn ghế và một số dụng cụ thờ tự cần thiết phục vụ cho ngôi từ đường. Tiêu biểu cho đợt đóng góp này là một gia đình ông Đào Quốc Anh, Hoa Kỳ, 7.902.000 đồng. Hai gia đình ông Đào Trinh Bính, Hoa Kỳ, 7.902.000 đồng. Ba là cụ Đào Xuân An, Hoa Kỳ, 7.902.000 đồng. Bốn là ông Đào Duy Mẫn, Hà Nội, 3 triệu đồng. Năm là gia đình bà Thúy, Hà Nội, 3 triệu đồng. Sáu là gia đình ông Đào Minh Kiểm, Hà Nội, 1 triệu đồng. Bảy là bà Huyền, bà Diệu, Sài Gòn, 2 triệu đồng. Tôi đề nghị mọi người ta nhiệt liệt chào mừng, biểu dương các gia đình chúng ta đã cố gắng đóng góp xây dựng ban đầu. Phần thứ ba là được sự quan tâm của nhà nước đã cấp kinh phí. Cái thời gian đó là trên Sở Văn hóa cấp cho tôi trùng tu là 20 triệu đồng. Từ đó chúng tôi đã khích lệ chúng tôi đi vận động con cháu đóng góp tiền của về, chúng tôi lại xây dựng tiếp được ngôi hậu cung phía sau từ đường. Ý tưởng xây dựng hậu cung mở rộng phía sau từ đường, nơi thờ phụng tổ tiên tôn nghiêm là niềm ước mong đã lâu. Xong được sự khích lệ của Sở Văn hóa công trợ, cho nên ban hội đồng lại quyết tâm đi vận động các ông bà tâm huyết đóng góp tiền của xây dựng. Xây dựng được nhà hậu cung phía sau từ đường. Tổng công trình này là 97.170.000 đồng. Tổng chi là 95.505.000 đồng. Còn lại dư là 1.665.000 đồng chuyển vào quỹ họ. Có được kết quả thành công tốt đẹp này, họ ta luôn ghi nhận công đóng góp tâm huyết nổi trội là gia đình ông bà sau đây. Một là ông Đào Duy Mẫn 29 triệu đồng. Hai là gia đình ông Đào Minh Kiểm, Hà Nội 21 triệu đồng. Ba là gia đình bà Quý, Hà Nội 16 triệu đồng. Bốn là gia đình bà Đào Xuân Lan, Hoa Kỳ 5 triệu đồng. Gia đình ông Đào Quốc Anh, Hoa Kỳ là 1 triệu đồng. Gia đình bà Hoan Đông Hưng là 1 triệu đồng. Gia đình ông Đào Văn Đạp, Thượng Phán là 1 triệu đồng. Số ngày công đóng góp trong 2 tháng xây dựng và giám sát thi công tính bằng 100.000 đồng. Phần 2, báo cáo về tổ chức hội đồng gia tộc. Sau khi ngôi từ đường được khánh thành, ban hội đồng đã xây dựng và hoàn thành công việc tiếp theo thực hiện. Ban hội đồng gia tộc gánh vác
công việc gia tộc, ban hội đồng gia tộc đứng đầu là 7 người tâm huyết đại diện cho các chi phân chi. Ban hội đồng họp phân công từng ủy viên và ra kế hoạch cụ thể nhiệm vụ, cùng nhau no hương khói lễ tiết và phân công và tiếp các những nhà nghiên cứu lịch sử. Đến tháng 12 năm 2015, ban hội đồng đã hoàn thiện và đã có kế hoạch cụ thể và phân công lễ tiết. Vì một năm muốn duy trì hương khói tổ tiên được đều đặn, ban hội đồng đã phân công mỗi gia đình tại quê có trách nhiệm bỏ tiền để mua sắm lễ giỗ hàng năm để duy trì hương khói, không để một ngày nào hương khói của tổ tiên không được tắt. Cho nên là chúng tôi đã phân công có mỗi gia đình đều có một trách nhiệm, một năm là có 24 lễ tuần, 6 lễ giỗ và 3 ngày lễ tiết, tổng số là 33 lễ tiết. Hội đồng đã phân công tại quê nhà tự nguyện bỏ ra sắm lo lễ tiết chú đáo. Suốt 20 năm qua, hương khói thờ tổ tiên vẫn tỏa hương thơm đều đặn. Chúng tôi cũng rất ghi nhận cái công lao của bà con tại quê nhà đã đóng góp vào cái hương khói duy trì được rất đều đặn suốt 23 năm qua. Để giữ vững truyền thống uống nước nhớ nguồn tổ tiên để lại, duy trì hương khói và nề nếp của mỗi gia đình, con cháu mỗi khi thành đạt đều về thắp hương bái tiết tổ tiên. Tiêu biểu ý thức này là gia đình cụ Đào Duy Mẫn và các con các cháu nội ngoại cụ dù ở rất xa, các cháu đều xây dựng gia đình đều về từ đường thắp hương. Thậm chí có cháu ở Cộng hòa Liên bang Đức xây dựng gia đình cũng trở về nước để về từ đường thắp hương bái yết tiên tổ. Phần thứ ba, báo cáo về thành lập quỹ khuyến học để phát huy truyền thống hiếu học yêu nước của tổ tiên để lại. Thành lập quỹ khuyến học là một việc cần thiết để động viên các cháu học sinh của mỗi gia đình dòng họ đều phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Mỗi gia đình năm 2006, hội đồng đã thành lập quỹ khuyến học cho cụ Đào Duy Mẫn làm chủ tịch danh dự hội, được sự ủng hộ các ông các bà con cháu trong dòng họ nói chung, và tiếp nhận được hội đã tiếp nhận được trên 80 triệu đồng suốt 20 năm qua, đã khen thưởng động viên được hàng trăm cháu học sinh giỏi và rất nhiều cháu tiêu biểu nhà nghèo học vượt khó. Quỹ đã thường xuyên tiếp nhận của nhiều gia đình con cháu như gia đình cụ Đào Duy Mẫn, gia đình bà Quý Hà Nội, gia đình ông Đào Quốc Anh và gia đình ông bà Đào Minh Kiểm Hà Nội đã giúp đỡ rất nhiều cho cái quỹ khuyến học này. Do đó chúng tôi đã động viên được một cháu Đào Thị Tươi, cháu là một học sinh tiêu biểu nhà nghèo vượt khó, chúng cháu đã phấn đấu, hiện nay cháu đã học thứ năm của trường Đại học Y Thái Bình. Cho nên là tôi xin báo cáo về quỹ khuyến học, nhưng thực ra nếu như có thời gian chi tiết chúng tôi báo cáo thì cũng là một cái, hôm nay có cả đồng chí trong hội khuyến học thì chúng tôi, họ tôi là luôn luôn phấn đấu để làm tốt cái công tác khuyến học khuyến tài. Phần thứ năm là về công tác tiếp các đoàn tham quan từ đường và các đoàn làm phim. Ban hội đồng đã tổ chức tiếp đón chú đáo các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà làm phim về danh nhân đất Việt chú đáo, cho nên được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử có thêm tư liệu sâu sắc về danh nhân Đào Nguyên Phổ. Cuốn sách Danh nhân Đào Nguyên Phổ
Hội đồng cùng với cụ Đào Duy Mẫn năm 2007 tổ chức hai buổi tọa đàm với các nhà giáo sư, tiến sĩ, các nhà sử học đã tham luận và cung cấp thêm nhiều tư liệu quý. Nhân năm 2008 kỷ niệm 100 năm ngày mất Tình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, cuốn sách được ra đời đó là thành công lớn của gia tộc nói riêng và của các nhà nghiên cứu lịch sử nói chung. Cuốn sách Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ đã được ra đời, góp thêm nhiều tư liệu quý để con cháu cũng như bạn đọc xa gần hiểu biết thêm về danh nhân Đào Nguyên Phổ. Thứ ba là chúng tôi đã tổ chức thành công lễ tưởng niệm 100 năm ngày mất của danh nhân Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, được sự quan tâm của Sở Văn hóa cũng như chính quyền các cấp. Lễ kỷ niệm 100 năm rất thành công, chú đáo. Tháng 5 năm 2013, dòng họ đã mở tủ sách dòng họ mang tên danh nhân Đào Nguyên Phổ và được Thư viện tỉnh Thái Bình rất quan tâm, và được cũng như Thư viện huyện Quỳnh Phụ, chúng tôi đã tổ chức một tủ sách với truyền thống của nhà của danh nhân Đào Nguyên Phổ. Cụ đã là người khai trương cho số báo đầu tiên quốc ngữ của Việt Nam, và cũng cụ đã là người nổi tiếng là đọc sách, mà nhà cụ đã có một cái tủ sách gần như lớn nhất Việt Nam. Suốt 20 năm qua, Ban Hội đồng Gia tộc cũng như mọi người thành viên trong họ Đào đã hoàn thành nhiều việc lớn, song đều chí công vô tư, kinh tế tài chính đều công khai, minh bạch. Các công trình đều có thanh quyết toán, công khai, báo cáo tài chính hàng năm, không để xảy ra nhầm lẫn. Về có sự đóng góp tích cực này thì có nhiều cháu như cháu Đào Văn Văn thủ quỹ suốt hai mấy năm qua, nhưng mà đều không để xảy ra thắc mắc, không nhầm lẫn về tài chính kinh tế nào. Cho nên là chúng tôi cũng rất ghi nhận cái công lao đóng góp của một số trong Ban Hội đồng Gia tộc trong suốt 20 năm qua, mà đều tâm huyết, mà đều chí công vô tư, không màng danh lợi, mà cũng không được hưởng một chút coi như là kinh phí nào về cái công lao này. Xin báo cáo với các lãnh đạo và toàn thể bà con. Phần thứ hai là chúng tôi xin báo cáo qua về trùng tu di tích. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể ông bà cô bác nội ngoại ngành thứ ba họ Đào, ngôi tử đường cũ đã được xây dựng cách đây 23 năm. Trong điều kiện vật tư lúc đó còn khó khăn, ngôi tử đường lại nằm trên thùng đất không liền thổ. Do vậy mà trải qua năm tháng đã xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi lập đơn tờ trình đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, Sở Văn hóa Bảo tàng Thái Bình cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, cũng như là Ban Quản lý Di tích Quỳnh Hoàng đã về thẩm định, sau đó lập văn bản hồ sơ cho phép trùng tu di tích và cấp kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng. Từ đó đã khích lệ động viên chúng tôi cố gắng tâm huyết họp bàn và đã vận động những gia đình xa quê thành lập ủng hộ xây dựng lớn. Xong thật may mắn, 20 năm qua ngôi tử đường được con cháu phụng sự tổ tiên duy trì hưng khói, xem tổ tiên không phụ lòng, con cháu tổ tiên ban tài tiếp nộc, con cháu trưởng thành vừa có tài năng vừa trở thành những doanh nhân thành đạt, góp phần làm giàu quê hương đất nước. Xong cũng lại nghĩ đến tổ tiên, nghĩ đến công lao sinh thành, cho nên là nhiều gia đình chúng tôi vận động là rất ủng hộ về việc trùng tu di tích này. Cho nên chúng tôi mỗi lần nhà nước khích lệ là chúng tôi đều là một lần chúng tôi vận động thành công để xây dựng những công trình những năm qua.
từ cái vận động này cho nên chúng tôi cũng đề nghị trên sở cũng như bảo tàng về rất nhiều lần nghiên cứu vì cái từ đường tôi quá xuống cấp. Thậm chí cái mái trước còn đổ bê tông bằng cốt tre nên là nó không nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Nên chúng tôi đã mạnh dạn, chúng tôi vận động, chúng tôi trùng tu. Cho nên tại sao bây giờ các đại biểu nhìn nó gần như mới là vì cũng mất rất nhiều công sức. Tới nay mới thành công được từ đường này. Nhiệm vụ ban đầu của ban xây dựng chúng tôi là chọn mẫu thiết kế, chọn thợ thi công thực sự có tâm, có năng lực, có uy tín, có lòng tin để thi công công trình từ đường này. Hai là chọn đại lý cung ứng vật tư uy tín chất lượng. Do đó ban xây dựng chúng tôi chọn hai nhà cung ứng vật tư duy nhất là đại lý Quyên Quý và cung ứng toàn bộ xi măng, sắt thép, gạch. Hai là đại lý cung ứng cát đá là đại lý bến bãi lớn nhất là Trung Trúc. Trước khi ký hợp đồng và chuyển nhận vật tư, chúng tôi có chuyển toàn bộ tiền cho nhà cung ứng vật tư để giữ ổn định đơn giá, không biến động giá, về kinh tế tài chính minh bạch, không để xảy ra mất mát lãng phí từ cái nhỏ nhất. Qua 7-8 tháng thi công không mất một đồng tiền công quản lý điều hành nào. Trong đóng góp lớn lao bằng công sức này, tôi xin biểu dương sự đóng góp góp công ban xây dựng và cộng tác với ban xây dựng là cháu Hà, có sự phụ trợ của ông Đào Văn Lạp suốt 8 tháng qua không tiếc công sức đã ghi chép vật tư, quản lý vật tư chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát nào. Qua công trình này, tôi xin biểu dương tổ xây dựng anh Thanh đã làm trọn vẹn công trình và đúng mẫu thiết kế thi công, và biểu dương các tổ thợ như tổ thợ đồ gỗ, cánh cửa, cửa võng và bàn thờ được chu đáo và rất hợp với lại công trình xây dựng, và cũng như tổ sơn của anh Phượng đều là có trách nhiệm và đều là có tâm huyết để công trình được hoàn thành như ngày nay. Cảm ơn các nhà cung ứng vật tư bến bãi đã góp phần chất liệu công trình được bền vững. Tôi xin có mấy vần thơ mộc mạc như sau: ơn nhờ phúc ấm tổ tiên, ngày nay con cháu thảo hiền tài hoa, nguyện ước nay được như mơ, phúc lộc thọ từ nay bền vững, ta đắp gốc để lại đời sau, tổ phù hộ làm gì chẳng tốt, có công nhiều lộc sẽ càng to. Cuối cùng chúng tôi xin phép về báo cáo quyết toán công trình vì sơ bộ, vì công trình nó cũng tương đối gấp rút cho nên là chưa có báo cáo chi tiết về bản văn bản quyết toán được. Cho nên xin phép nhà đầu tư, xin phép các cụ, các ông, các bà cùng quý vị đại biểu để chúng tôi sau cái lễ hội này chúng tôi sẽ có văn bản chính thức về văn bản quyết toán để báo cáo lại với bà con cô bác cũng như các quý vị đại biểu cùng các nhà đầu tư. Tôi xin cảm ơn nhà đầu tư chính là gia đình ông bà Đào Minh Kiểm, bà Chử Thị Xuân, là gia đình mang hết tâm đức mà cũng xứng đáng là một người con dâu số một họ Đào, đã mang tâm huyết, mang toàn bộ tâm đức và cũng như tiền của về xây dựng trọn vẹn công trình bề thế uy nghi để lại cho muôn đời con cháu. Ông tôi xin kính chúc gia đình ông Đào Minh Kiểm, gia đình bà Chử Thị Xuân nói chung sau công trình này sẽ tổ tiên sẽ phù trì phúc lộc để cho con cháu gia đình ông bà Đào Minh Kiểm được vạn sự bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Cuối cùng xin kính chúc
quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân tiện hôm nay lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng Từ Đường thì tôi thay mặt Hội đồng Gia tộc xin có hai cái kỷ niệm chương. Kỷ niệm thứ nhất là kính tặng gia đình cụ Đào Duy Mẫn, là người khởi xướng xây dựng Từ Đường năm 2000. Thì chúng tôi đề nghị đại diện gia đình cụ Đào Duy Mẫn thì hiện nay sức khỏe nó quá yếu, không thể về dự với chúng ta được. Cho nên là chúng tôi có hai kỷ niệm chương. Một là kỷ niệm gia đình cụ Đào Duy Mẫn, hai là kỷ niệm ông bà Đào Minh Kiểm, đã có là nhà đầu tư chính xây dựng trùng tu di tích ngôi Từ Đường. Hôm nay thì chúng tôi đề nghị đại diện hai gia đình nên nhận cái kỷ niệm chương của Hội đồng Gia tộc chúng tôi. Alo. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Liễu, đại diện cho gia đình cụ Đào Duy Mẫn lên nhận kỷ niệm chương. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Duy Thái, trưởng ban Hội đồng Gia tộc ngành 3 họ Đào lên trao kỷ niệm chương. Vì điều kiện gia đình ông Đào Minh Kiểm nên ông Đào Văn Tám nên nhận thay. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đào Phú Sơn, đại diện cho ngành trưởng ngành 3 họ Đào lên tặng hoa và quà. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Tiếp theo là chương trình bàn giao chi nhánh tủ sách thư viện Đào Nguyên Phổ cho trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoàng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Thái, đại diện cho Hội đồng Gia tộc ngành 3 họ Đào, phó ban thường trực quản lý di tích lên bàn giao chi nhánh tủ sách thư viện Đào Nguyên Phổ cho trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoàng. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Hữu Tuấn, phó hiệu trưởng tiểu học và trung học Quỳnh Hoàng lên nhận và có ý kiến phát biểu. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Phú Sơn trao biển tượng trưng. Lãnh đạo đại diện cho Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình, các đồng chí đại diện cho Phòng Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ, Phòng Giáo dục Đào tạo Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ, đại diện cho các ban ngành đoàn thể của huyện. Kính thưa toàn thể các đồng chí trong Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương, cùng các đồng chí trong Ban công tác mặt trận thôn, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể nhân dân. Trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Hoàng trong những năm gần đây thì được sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo địa phương, đặc biệt là về cơ sở vật chất. Chính vì vậy mà các phòng học của nhà trường hiện nay đều được kiên cố hóa và rất là khang trang. Và thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì hiện nay nhà trường đã và đang được trang bị và đầu tư rất nhiều những cơ sở vật chất, đặc biệt là những trang thiết bị dạy học hiện đại, nhằm giúp cho các thầy giáo, cô giáo
có điều kiện, có cơ hội để đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy của mình, giúp các em học sinh phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể và mỹ. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng và nhà trường rất quan tâm đó là luôn mở rộng cái không gian đọc và không ngừng phát triển văn hóa đọc. Trong thời gian gần đây thì nhà trường được đón nhận các hội cựu học sinh của nhà trường về tặng cho rất là nhiều sách. Đây cũng là dịp để các thầy giáo, cô giáo nâng cao những cái hiểu biết và các em học sinh có thêm những cái tư liệu để phục vụ học tập và các hoạt động rèn kỹ năng. Và hôm nay thì rất là vinh dự cho nhà trường lại được các cụ, các ông, các bà trong ngành 3 của họ Đào thôn Thượng Hạ Phán trao tặng sách, và đặc biệt lại là chi nhánh của thư viện dòng họ, thay mặt cho nhà trường, thay mặt cho tất cả các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên chức lao động của nhà trường cùng hơn 800 các em học sinh của nhà trường, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tất cả các cụ, các ông, các bà trong ngành 3 của họ Đào, điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Và cũng xin hứa với các cụ, các ông, các bà là nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng cái không gian đọc và phát triển hoạt động này để các thầy giáo, cô giáo cũng như toàn thể các em học sinh của nhà trường có cơ hội, có điều kiện để đến với những cái bài giảng, đến với lại những cái tiết mục hoạt động hay và ý nghĩa của nhà trường. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc cho cái buổi lễ khánh thành trùng tu di tích ngành 3 của họ Đào, điểm lưu niệm danh nhân văn hóa Đào Nguyên Phổ của chúng ta hôm nay được thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của thầy giáo. Để làm theo chương trình, sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Đào Duy Thái lên ra mắt câu lạc bộ thư viện Đào Nguyên Phổ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời: một, ông Đào Duy Thái; hai, ông Đào Phú Sơn; ba, bà Nguyễn Thị Quỳ; bốn, ông Phạm Văn Phường; năm, ông Nguyễn Minh Hải; sáu, ông Nguyễn Văn Ngang; bảy, thầy giáo Nguyễn Minh Sắc; tám, thầy giáo Nguyễn Xuân Minh lên ra mắt câu lạc bộ. Xin trân trọng kính mời. Đại biểu. Để làm theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Quỳ, đại diện cho ngành họ, lên báo cáo 15 hoạt động thư viện Đào Nguyên Phổ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các quý ông bà, cô bác, anh chị em trong ngành ba họ Đào cùng toàn thể nhân dân thôn Thượng Hạ Phán. Tôi xin báo cáo kết quả 15 hoạt động thư viện Đào Nguyên Phổ. Để hưởng ứng phong trào văn hóa đọc và phát huy truyền thống của cha ông đi trước, từ hiếu học và say mê văn hóa đọc, phấn đấu trở thành nhà trí thức lớn, nhà danh nhân đất nước. Ngày nay tên tuổi của các cụ vẫn còn danh thơm sáng mãi trong lịch sử nước nhà. Trong đó, Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, tiếp đến con trai là Đào Trinh Nhất, nhà là nhà văn, nhà báo, học giả nổi tiếng khắp trong Nam ngoại Bắc. Với truyền thống tốt đẹp đó,
các thế hệ con cháu ngày nay cần rèn luyện phấn đấu vì ý nghĩa đó. Năm 2013, được sự động viên của cụ Đào Duy Mẫn ở Hà Nội, Hội đồng Gia tộc đã quyết định tổ chức xây dựng tủ sách dòng họ mang tên Đào Nguyên Phổ vào năm 2013. Được sự quan tâm giúp đỡ của Thư viện tỉnh Thái Bình và Thư viện huyện Quỳnh Phụ, tủ sách mới đầu thành lập từ 1.000 cuốn, tới nay đã có tới 2.000 cuốn sách đến với từ các gia đình trong xã, ngoài xã, trong huyện. Nhiều bạn đọc thường xuyên đến thư viện, tủ sách thư viện có đủ các loại sách đáp ứng nhu cầu đọc. Hai năm qua, thư viện kết nghĩa với trường trung học cơ sở xã Quỳnh Hoàng, các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh thường xuyên đến thư viện thăm quan di tích, tìm hiểu danh nhân. Những năm qua, thư viện chúng tôi đã đón tiếp nhiều đoàn đến thăm và tặng sách như Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng Quốc hội, Ban quản lý đề án bảo tồn phát huy giá trị các tác phẩm văn học, nghệ thuật, thường xuyên gửi sách về tặng thư viện, nhiều loại sách có giá trị. Do đó, tủ sách thư viện chúng tôi càng thêm phong phú hơn. Kế hoạch tới đây, thư viện chúng tôi mở rộng thêm chi nhánh tủ sách Thư viện Đào Nguyên Phổ, kết hợp với thầy cô giáo, các cháu học sinh trường trung học cơ sở xã Quỳnh Hoàng để tuyên truyền văn hóa đọc sâu rộng hơn. Chúng tôi thành lập câu lạc bộ thư viện trong toàn xã, mỗi thôn có 1 đến 2 hội viên. Từ đó câu lạc bộ lan tỏa đến từng ngõ xóm, từng gia đình và bạn đọc. Mỗi hội viên câu lạc bộ đó có tinh thần đam mê văn hóa đọc lan tỏa đến nhiều bạn đọc trong thôn, trong xóm. Hàng tháng tổ chức họp giao lưu, rút kinh nghiệm xây dựng phong trào văn hóa đọc ngày càng đi lên. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể quý vị, các anh chị em và bà con cô bác, toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin hết ạ. Để tiếp theo chương trình, vì điều kiện công ty của cháu Linh và cháu Tiệp về sau, cho nên ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu cháu Linh và cháu Tiệp ở công ty Đông Phúc Hưng Yên có quà tặng ngành ba họ Đào. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Duy Hạ Thái lên nhận hoa và quà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Về dự và chỉ đạo chung vui với chúng tôi hôm nay được đón các quý vị đại biểu đại diện cho cấp trên về dự, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đào Văn Nguyện, thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoàng, thay mặt lên có ý kiến phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đảng bộ và nhân dân xã nhà đang nô nức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc. Chào mừng xã nhà vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hôm nay, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Quỳnh Hoàng, Hội đồng gia tộc ngành ba họ Đào thôn Thượng Hạ Phán tổ chức lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành ba họ Đào, nơi lưu niệm danh nhân văn hóa đỉnh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Về dự buổi lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành ba họ Đào, cho phép tôi thay mặt đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xin nhiệt liệt chúc mừng và kính chúc sức khỏe tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, danh nhân văn hóa đỉnh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ là người con ưu tú, hiếu học và có tư tưởng lớn của quê hương Quỳnh Hoàng. Cả cuộc đời sự nghiệp của danh nhân Đào Nguyên Phổ là một chí sĩ yêu nước trung kiên, một nhà báo tiên phong lãnh tụ phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, một nhà giáo dục mang tư tưởng canh tân, góp phần quan trọng xây dựng quảng bá nền học mới cho đất nước. Cuộc đời sự nghiệp của ông đã cống hiến cho dân, cho nước. Tên tuổi của ông đã được dân tộc vinh danh.
Tên của ông còn được đặt cho những con đường phố lớn của thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thái Bình và hầu hết các thành phố lớn của đất nước ta. Năm 2008, Ủy ban dân tỉnh Thái Bình và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao kết hợp với dòng họ đã tổ chức thành công hội thảo khoa học về thân thế sự nghiệp của danh nhân Đào Nguyên Phổ và đã được Ủy ban nhân tỉnh Thái Bình ra quyết định công nhận từ đường ngành 3 họ Đào, nơi lưu niệm danh nhân văn hóa Đỉnh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Cuộc đời, tư tưởng, những cống hiến và sự nghiệp của danh nhân Đào Nguyên Phổ một lần nữa được khẳng định và luôn là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình nói chung, quê hương Quỳnh Hoàng và dòng họ Đào thôn Thượng Hạ Phán nói riêng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, để tưởng nhớ đến công lao đóng góp to lớn của ông cho quê hương đất nước và dòng họ, năm 2000, dòng họ đã tổ chức xây dựng từ đường lưu niệm danh nhân văn hóa Đỉnh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ. Từ đường được xây dựng trên nền xưa móng cũ, sau 22 năm công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Hội đồng gia tộc ngành 3 họ Đào đã đề nghị các cấp xin được nâng cấp, tu sửa di tích. Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Bảo tàng tỉnh Thái Bình và Phòng Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ đã về kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ xuống cấp của di tích và hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép tu bổ di tích. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa xã Quỳnh Hoàng đã lập hồ sơ trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình chấp thuận cho phép tu sửa theo quy định. Đồng thời, ngày 13 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định số 4413 hỗ trợ kinh phí tu sửa cho di tích là 50 triệu đồng. Được sự quan tâm của các cấp và được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, Hội đồng gia tộc ngành 3 họ Đào đã tổ chức huy động con cháu trong dòng họ gần xa phát tâm công đức, góp công, góp của để có kinh phí tu sửa. Sau một thời gian tổ chức tu sửa với sự cố gắng nỗ lực của cả dòng họ và sự quan tâm của các cấp, đến hôm nay công trình di tích đã được tu sửa xong và hôm nay Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa xã Quỳnh Hoàng, Hội đồng gia tộc ngành 3 họ Đào thôn Thượng Hạ Phán tổ chức lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành 3 họ Đào, nơi lưu niệm danh nhân văn hóa Đỉnh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, đồng thời tổng kết 20 năm xây dựng từ đường, 10 năm hoạt động thư viện Đào Nguyên Phổ và bàn giao tủ sách chi nhánh thư viện Đào Nguyên Phổ cho trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quỳnh Hoàng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, nhân buổi lễ khánh thành hôm nay cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tự hào, ngưỡng mộ và noi theo gương sáng về danh nhân văn hóa Đỉnh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, lãnh tụ phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, một chí sĩ yêu nước, một nhà báo tiên phong, một nhà giáo dục mang tư tưởng canh tân, góp phần quan trọng trong xây dựng quảng bá nền học mới cho đất nước. Tôi đề nghị cán bộ và nhân dân trong xã nói chung, dòng họ Đào Thượng Hạ Phán nói riêng tiếp tục tuyên truyền tư tưởng đạo đức, những công lao đóng góp của Đỉnh Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ tới cán bộ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đề nghị dòng họ làm tốt công tác quản lý di tích nơi thờ tự, khai thác có hiệu quả tủ sách thư viện của từ đường, giáo dục truyền thống cho con cháu học tập, tiếp tục duy trì tốt phong trào khuyến học khuyến tài, các thành viên trong dòng họ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn đoàn kết, phát huy truyền thống dòng họ, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, tập trung phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự trong thôn xóm, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, một lần nữa tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, cán bộ và nhân dân thôn Thượng Hạ Phán, con em thôn Thượng Hạ Phán ở xa về quê dự lễ hội và toàn thể quý khách thập phương lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các quý tân khách xa gần, chúng tôi dòng họ tôi rất vinh hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu cùng tất cả quý khách xa gần cùng con cháu nội ngoại tộc họ Đào. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là cúi đầu xin cảm tạ và chân thành kính chúc quý vị đại biểu
và toàn thể tân quý khách Cần Sa dòng họ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Nở ngành xanh ngọt nước có nguồn bể cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi gốc là tiếng tổ ấn sâu gió dài sinh ra nhân kiếp ngày này cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên tung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn trăm mây họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao trăm mơ nghe ngàn xuôi dồn đi vào một sống sông ơn tổ tiên vun trong công đức tụ tinh thần văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu âm quy hiên xưa ngọt nghi mà công gốc cơ đồ vững sao mà không gốc cơ đồ vững sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi ngày nay nức
tiếng thơm danh. Ơn ai vun sợi cho cành nở hoa. Đức Giang gọi Sơn Y Hà tầm tu, Đức Giang thần vũ trụ bao na lúc tiền sáng rọi lòng ta. Ơn đi dòng xưa mẹ công ngơ cha ai tành. Lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công ngỡ cha ai tành. Thuyền gặp bên nhờ tay người lái, ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn như bành tổ cao dày. Nhờ ơn như có tổ như cây có cành. Nhớ ơn na bành bành tổ nhờ ơn có tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề sâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Trăm năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Chim không tổ như nhà không mái, nhớ tổ tiên đi ruột rồi từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân. Hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phủ chơi miền giang tân. Cây có gốc nở ngành xanh, ngọn nước có nguồn bé cả sông rơi. Người ta sinh trường bởi đâu tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng ơn
Nhân dịp khánh thành ngôi từ đường hôm nay, chúng tôi rất vui được đón tiếp tất cả các đại biểu trên sở, các huyện, các ban ngành của tỉnh, của huyện, cũng như đài truyền thanh huyện Quỳnh Phụ, xã Quỳnh Hòa. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã sát cánh cùng chúng tôi để cùng lo cái ngày, hai ngày lễ hội. Và nhân đây, nhân cái khánh thành này, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể bà con trong họ đã cùng sát cánh chúng tôi hoàn thành công trình này. Xin cảm ơn tổ thợ anh Nguyễn Tất Thanh đã thi công một cách tâm huyết làm nên công trình tốt đẹp này. Và cảm ơn tổ cửa võng, cánh cửa là đều là hài hòa làm cho kiến trúc công trình đẹp đẽ. Và cảm ơn tổ sơn anh Phượng, tất cả đều chung tay chung sức chung lo dốc hết cái kỹ thuật chất xám để hoàn thành tốt đẹp công trình này. Xin cảm ơn. Này trời tây chúc tòa sen, chỉ xin chắc giang về miền dương gian thăm con cháu, thăm nhi làng xóm cũ, thăm phố phường dòng nghề họ gần xa, nơi ăn chốn ở trong nhà khi thời phù hộ, khi đã mừng vui. Tôi thì là gia đình của Đào Minh Kiểm, sống tại quê hương của thôn Thượng Phán, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Thế thì tôi thì là Trử Thị Xuân, cũng rất là may mắn mà chúng tôi, tôi lại được làm dâu các cụ họ Đào. Thế đến ngày hôm nay thì chúng tôi, gia đình chúng tôi có một cái tâm nguyện là thôi cũng là ơn nhờ phúc ấm tổ tiên, và để nay con cháu thì được thảo hiền tài hoa. Thế chúng tôi được các cụ tổ tiên phù hộ cho mà có lộc. Thế thì thực ra thì gia đình chúng tôi là cái tâm nguyện rất là lớn, muốn là thứ nhất là nghĩ đến tổ tông. Thế thì có các cụ có dạy rằng ơn nhờ phúc ấm tổ tiên để nay con cháu mới được thảo hiền tài hoa. Thế thì chúng tôi nghĩ cái công của các cụ rất là lớn. Thế thì các cụ rất là lớn lao, các cụ đã để dành lại phúc đức cho con cho cháu. Thế thì ơn nhờ trứng rồng lại nở ra rồng, nguồn gen thì từ ở tổ tông trao truyền. Thế các cụ thì bỏ qua những cái chuyện ưu phiền để nay con cháu vươn lên bằng người. Hoa tàn thì cúc lại thêm tươi, trăng tà thì nãy lại hơn 10 dầm xuân. Ông cha thì gánh nặng phong trần để nay con cháu có mùa xuân huy hoàng, có nhà đẹp, có xe sang, công thành danh toại thì ngày càng tiến xa. Cuối năm chúng tôi trở lại quê nhà, xây nhà từ đường để tưởng nhớ đến công ơn của các cụ. Tôi đại diện cho gia đình chúng tôi, của gia đình chúng tôi cũng rất là tự hào, và cái điều cảm ơn sâu sắc nhất với dòng họ chúng tôi rất phấn khởi vì đã được tất cả các bà con, anh em, chị em, các cháu trong dòng họ Đào, trong mình ba họ Đào cùng chung tay góp sức với chúng tôi để xây dựng ngôi nhà từ đường. Đến nay tôi rất là cảm động, và tôi có một lời đại diện cho gia đình, xin thay mặt đại diện cho gia đình xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các cô, các dì, các chú, các bác đã chung tay góp sức vào mới cùng với gia đình chúng tôi để hoàn thành cái việc công đức với tổ tiên, hoàn thành cái việc tu sửa về nhà từ đường. Thế đến nay thì tôi cũng không biết nói gì hơn hết, và xin cảm ơn tất cả dòng họ nhà mình, ngành ba họ Đào tại thôn Thượng Hán, xin chân thành và cảm ơn. À, thế này hôm nay là cũng là đến ngày chính thành. Thật ra là báo cáo với này tất cả mọi người, đây là Thím Kiểm ở trên Hà Nội, có mang tâm về nhà từ đường, cũng mang tâm nguyện về để xây nhà từ đường cho dòng họ, đấy, cùng tất cả mọi người. Thế nên là
tôi thì là cháu của thím, cháu dâu của thím. Thế nên là tất cả là về cái khâu bắt đầu nhặt dỡ tháo nhà từ đường là thím giao cho tôi tất. Thế nên là những ngày hôm nay được hoàn thành tốt đẹp rồi. Chả biết nói gì hơn. Ơn tổ tiên vun trong công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm huyền xưa ngọt mà không gốc cơ đồ vững sao